Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Dũng đây và chào mừng bạn quay trở lại channel của mình. Thì bây giờ mình đang set up và chuẩn bị quay một cái YouTube video và mình đang tự hỏi là tại sao mình lại không show cho bạn một cái behind the scene, một cái video về những set up YouTube của mình, làm sao để mình quay và hoàn thiện một cái YouTube video như thế này nhỉ? Thì cái set up của mình không phải là set up hoàn hảo nhất và không phải là đẹp nhất. Tuyên biết đâu là có những bạn nào đang muốn làm kênh YouTube thì có thể xem cái video này và học hỏi. Thì sao? Ok, thì bây giờ mình sẽ show các bạn xem tất cả những món đồ mình sử dụng. Ok, thì setup của mình rất đơn giản thôi. Mình chỉ ngồi ở trong góc phòng của mình. Mình đang ở host family. Mình phải share phòng với một bạn nữa, nên là để mà quay một cái YouTube video nó cũng hơi khó khăn hơn một chút. Thứ nhất là cái phòng của mình rất là tối, nó không có nhiều ánh sáng mặt trời, nên để mà quay một cái YouTube video thì mình lúc nào cũng phải canh hôm nào mặt trời nó sáng sáng một chút, và phải quay sáng sớm để mà cho nó ánh nắng đi vào. Trên phòng mình không có chỗ để mà set up đèn, nên là hôm nào trời tối thì không thể quay được. Nên mình chỉ thể quay được vào sáng sớm và lúc mọi người chưa ngủ dậy thôi. Chứ mọi người ngủ dậy rồi thì nó sẽ rất là ồn. Còn quay mà trời tối thì không thể nhìn được, chất lượng video rất là xấu. Nên là để mà quay một cái video nó cũng hơi bị khó khăn hơn một chút. Nếu mà mình có được một cái phòng riêng của mình và có một cái góc mình set up sẵn để mà quay YouTube thì nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Không phải mỗi lần quay ngồi set up máy này kia. Thì mình chỉ ngồi trong góc phòng mình thôi. Và sau của mình ở đây thì mình có mua thêm một cái đèn LED light để mà cho nó kiểu cinematic hơn một chút, cho nó kiểu ảo diệu hơn á. Thì đây là một cái đèn khá là rẻ thôi. Mình mua khoảng độ 2 triệu ở Việt Nam, đèn của Trung Quốc. Đó, và nó rất là sáng, các bạn có thể thay đổi được các loại màu luôn. Đấy, nói chung là nó rất là nhiều các loại màu, các bạn thay đổi xanh, đỏ, tím, vàng gì cũng có. Và mình để đằng sau đây thì nó sẽ sáng cái background lên và trông nó ảo ảo một chút. Về phần máy quay thì hiện tại mình đang dùng chiếc Sony A7 Mark III với cả lens 16-35 f/4. Đây là cái setup mà mình dùng cho phải đến 96,69% tất cả những cái YouTube video của mình. Thì lát hồi mình sẽ cho bạn xem. Đây, bây giờ mình sẽ lấy điện thoại ra đi. Mình sẽ quay cho bạn xem là cái setup mình như nào. Ok, thì giờ mình đang quay cho bạn xem cái setup YouTube của mình. Thì đây là chiếc máy quay với cả cái mic. Và kia là nguồn sáng duy nhất của mình là chiếc cửa sổ. Thì các bạn nào mà có điều kiện và có cái không gian có thể đầu tư thêm những cái đèn thì nó sẽ tăng được cái chất lượng video của bạn lên rất là nhiều và nó rất là đẹp luôn. Mình thì mình không có cái chỗ để mà set up đèn. Thì đây là cái máy quay của mình. Đây là đằng sau. Thì đây các bạn thấy đây là mình đang quay 4K. Và chiếc máy mình đang sử dụng là Sony A7 Mark III. Chiếc lens này là chiếc lens dài 16-35 f/4. Và cái mic này là cái mic Rode Video. Tên là cái gì thì mình không nhớ rõ lắm. Tuyên rất là rẻ, mic chỉ có 60 đô thôi và dùng rất là tốt. Đó, thì cái setup này là cái setup mình thường sử dụng để quay tất cả những cái video YouTube của mình. Thì đó là những cái món đồ mình thường sử dụng để mà setup một cái YouTube video như này. Cũng khá là đơn giản thôi. Nếu mà quay vlog thì mình thường sẽ gắn cái máy ảnh đó vào một cái chân máy ảnh như này. Đây là cái chân Joby 5K. Một cái chân cũng khá là nặng và rất là chắc chắn. Thì mình sẽ cầm để mà vlog như này. Cái chiếc lens 16-35 của mình mà vặn ra 16 nó rất là rộng. Cái máy A7 Mark III thì nó không có cái màn hình lật thì mình sẽ không thể nào kiểm tra lấy nét hay là những gì được. Tuy nhiên là cái máy của mình nó khá là tốt và mình sẽ rất là tin tưởng máy ảnh của mình. Mình chỉ cần cầm cái máy ra và nhìn thẳng vào ống kính thì mình chắc chắn là nó sẽ on focus, nên là cũng không có vấn đề gì quá là nhiều. Mới gần đây thì mình đã đầu tư thêm một chiếc lens bán không biết bao nhiêu đôi giày. Thì đây là chiếc lens Sony 24-70 f/2.8. Và mình đã hoàn thiện được cái combo lens mơ ước của mình 16-35, 24-70 và 70-200. Cái lens này thì nó có cái tiêu cự zoom dài hơn, mình có thể zoom lên 70. Thì hy vọng là mình sẽ có những cái tấm ảnh nó sắc nét hơn, cũng như là những cái thước phim B-roll đẹp hơn cho các bạn. Cái chiếc lens to to này ở đây trông nó rất là pro. Tuyên là qua YouTube thì mình lại thường không bao giờ sử dụng cả. Mình nhớ mình dùng có đúng một lần để quay B-roll thôi. Tại vì nó khá là nặng và quay hơi bị bất tiện á, nên là mình không sử dụng bao giờ. Và tất cả B-roll và video mình quay vlog thì đều là chiếc lens 16-35 f/4. Tuy nhiên là bây giờ thì mình mới mua được chiếc lens 24-70 này, thì có thể là bây giờ mình sẽ thay bằng chiếc lens này để mà quay trong phòng. Tại vì chiếc lens này nó có khẩu độ 2.8 thì nó sẽ sáng hơn. Thì bây giờ mình sẽ thay thử lens xem nó khác gì không nhá. 3, 2, 1. Ok, thì bây giờ mình đã thay chiếc lens 24-70 f/2.8 vào. Và hy vọng là cái background có thể nó sẽ nuột hơn một chút, nó xóa phông hơn một chút, cũng như là nó sáng hơn với cái khẩu độ 2.8 của chúng ta. Đó, thì đấy là cái setup mình thường sử dụng để mà quay YouTube. Có thể là bây giờ quay trong phòng thì chiếc lens này nó cũng không thể nào phát huy hết tác dụng. Tuy nhiên là nếu mà quay ra ngoài trời hoặc là quay buổi đêm thì nó sẽ rất là khác biệt đó. Thế thôi, đấy là tất cả những cái setup của mình. Còn gì không nhỉ? À, đây là một cái hộp của cái GoPro. Thực sự là GoPro thì mình cũng không mấy khi sử dụng cả.
Mình thỉnh thoảng mình gắn ở trên ô tô để mà quay những cái cảnh time lapse thôi. Đây là chiếc GoPro Hero 5 cũng rất là cổ rồi. Về cái gimbal nữa, thực sự là mình cũng đầu tư một gimbal. Đây là một cái gimbal rất là chất lượng, DJI Ronin S, một cái gimbal thực sự rất là đỉnh luôn á. Nhưng mà thật sự là mình không mấy khi sử dụng cả. Đây các bạn thấy rất là hoành tráng, kiểu rất là pro luôn. Mấy anh mà hay quay cưới này kia là dùng cái này á. Tuy nhiên là mình là một YouTuber và mình quay vlog của mình thì mình không thể nào mà cầm gimbal này và tự vlog được, nó rất là cồng kềnh. Nên là mình cũng không mấy khi sử dụng cả. Mình mua cái này được hơn một năm, năm rưỡi này rồi mà mình dùng được có 1-2 video, tại vì cái này thì phải có người quay hộ á, chứ mình tự quay nó cũng không được, nên là mình cũng không mấy khi sử dụng cả. Tất cả video mình quay vlog thì đều bằng cái này, và mình quay handheld, mình cầm tay thôi, nên là nó có hơi rung một chút thì mong các bạn thông cảm. Ok, thì như hiện giờ các bạn đang thấy ở đây là mình đang edit cái video này của mình. Thì bình thường tất cả những cái video mình đều edit bằng chiếc MacBook Pro 15 inch này. Đây là chiếc MacBook Pro 15 inch đời 2018. Đó, và Core i7 RAM là 16GB, nói chung là cũng khá là khỏe. Đó, và mình thì mình bình thường mình không dùng chuột, mình rất là thích dùng cái trackpad của cái MacBook này. Tuy nhiên là hôm nay mình có 3 cái video và khoảng độ 500 tấm hình phải edit, nên là mình sẽ cắm cái máy tính này lên cái màn hình này và mình sẽ làm việc cho tiện. Thì cái máy tính này của mình nó có cổng USB-C 3.0 rất là tiện, thì mình chỉ cần cắm cái dây này. Đây, mình chỉ cần cắm như này và sau đó bật cái màn hình này lên, thì bây giờ cái MacBook của mình nó sẽ chạy lên trên cái màn hình to ở đây. Đó, bây giờ MacBook của mình nó sẽ lên trên cái màn hình lớn này. Và ở đây mình có thêm một cái bộ chuột, cái cả bàn phím của Apple. Đó, thì bây giờ mình sẽ edit video của mình ở trên màn hình to này thì rất là tiện. Đó, thì đó tất cả những món đồ mình sử dụng để mà setup để mà quay một cái YouTube video như này. Tất cả những cái gear của mình ở đây thì nó khá là mắc tiền. Tuy nhiên không phải là ngày 1, ngày 2, không phải tự nhiên mình bảo ok hôm nay mình sẽ làm YouTube và mình ra cửa hàng mình đầu tư cả mấy trăm triệu để mà mình mua đồ. Những cái món đồ này thì mình đã có sẵn từ trước, tại vì mình là một photographer, mình đã có sẵn rồi và mình chỉ mua thêm mấy cái món linh tinh thôi. Để mà quay được cái YouTube video thì mình không nghĩ là các bạn phải đầu tư một cái thiết bị thật là xịn. Nếu mà các bạn lên một cái tầm cao mới thì nó là một chuyện khác sau. Để mà có thể làm được một cái YouTube channel và ra được những cái video hay thì mình nghĩ ba điều quan trọng nhất. Thứ nhất phải là câu chuyện, phải là các bạn phải có chuyện hay, những cái câu chuyện cuốn hút người ta muốn xem thì người ta mới xem các bạn đã. Thứ hai là về phần âm thanh, các bạn có câu chuyện hay, tuyên âm thanh các bạn không nghe được thì cũng không ai có thể xem được video các bạn cả. Và thứ ba mới là đến phần ảnh, các bạn phải đầu tư về thiết bị, về phần hình ảnh. Các bạn có âm thanh hay, các bạn có câu chuyện tốt thì là người ta đã xem video các bạn rồi. Và các bạn nếu có một hình ảnh đẹp nữa thì video các bạn lại càng hay hơn. Thì đó là ba yếu tố quan trọng nhất. Thì mình nghĩ các bạn không phải đầu tư quá nhiều thiết bị đắt tiền. Tuy nhiên hãy nhớ đầu tư mình một cái mic thật là tốt và một hệ thống ánh sáng. Làm sao video nó phải đủ sáng một chút, nó phải nhìn, nó phải rõ nét một chút, nó phải chấp nhận được. Ok, những chiếc máy ảnh mà mình khuyên các bạn mới chơi để mà làm YouTube thì có thể là mua Sony A6300 này. Đây cũng là chiếc máy ảnh lúc trước mình sử dụng rất là tốt luôn. A6300, A6400 hay là Canon M50, đây cũng là một cái máy rất là tốt mà rất nhiều những cái YouTuber sử dụng. Rồi là Sony Compact như là Sony RX100, Mark 5, Mark 6, Mark 7 cũng là những cái máy YouTube rất là tốt. Ok, thì đó tất cả điều mình muốn chia sẻ trong cái video này. Mình hy vọng là cái video này sẽ giúp đỡ được cho những bạn nào muốn bắt đầu cái YouTube hoặc đơn giản chỉ tò mò muốn xem là đằng sau một cái video YouTube mình như nào. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo. Bây giờ thì peace out. I feel like I'm breaking, and I know it all too well. Got another new day.